Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày. Các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có một chương trình đặc biệt Chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề Có thể liên quan tới thời sự Có thể là những vấn đề mà quý vị quan tâm trên mạng xã hội Hoặc cũng có thể nó là vấn đề quá khứ của lịch sử Đó là chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta Và ngày hôm nay thì cái chương trình của Vong khá đặc biệt Là bởi vì à, vài ngày trước thì quý vị à, Hôm 15 Tây thì cựu À, tổng thống Trump đã tuyên bố là ông đã trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa ra tranh cử chức tổng thống năm 2024. Ngay lập tức thì cũng có một cái làn sóng à, chống đối và ủng hộ lên tiếng mạnh mẽ. Quý vị ở đây trong cái bài nói chuyện này, tôi chỉ mượn câu chuyện của cựu Tổng thống Trump để nói về cái việc mà trong trách nhiệm của một lãnh đạo quốc gia, mà trong đó thì tôi sẽ có một cái sự đối chiếu so sánh cho quý vị thấy khi mà người dân họ thức tỉnh và họ biết được chọn được người lãnh đạo của họ như thế nào và khi mà họ bị cướp cái quyền này đi thì nó sẽ như thế nào đó là cái bài và phân tích và cái bài nói chuyện của phòng trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay <laughs> ok quý vị sự kiện của tổng thống trump đang gây sự tranh cãi rất lớn và nó vẫn tiếp diễn và còn kéo dài tới hai năm lần có nhiều chuyện để chúng ta bàn tới trong ta trong thời gian tới không cần phải bàn bây giờ tuy nhiên lời tuyên bố tại sao mà ông trump à, À, xin lỗi quý vị à, khi mà ông Trump à, bắt đầu xuất hiện trên chính trường thì nước Mỹ có sự thay đổi rất lớn quý vị nhớ rằng là từ tôi đã từng nói với quý vị từ thời Bill Clinton cho tới thời của Obama các đời tổng thống Mỹ đều có những cái à, là đều có những cái à, hướng đi riêng và một ở cái khúc nào đó họ tỏa hiệp trên một cái à, tinh thần chung của họ là làm cách nào để mà gọi là à, quản lý cái, cái quần máy quốc gia tuy nhiên mỗi một đảng thì lại có một cái hướng đi riêng. thì quý vị đã thấy rõ giữa đảng dân chủ và đảng cộng hòa. ở đây tôi muốn nói đến quý vị là ông trump là người thay đổi rất nhiều cho cái lối suy nghĩ của người mỹ. có thể nói rằng từ thời của ronald reagan cho tới bây giờ, ông trump là người đã tạo được rất nhiều những cái sự bàn cãi. mặc dù rằng có những người cho rằng ông đúng, có những người nói rằng ông đã đi quá xa hay là sai gì đó. thì quý vị tất cả những chuyện đó quý vị đã chứng kiến trong vòng 6 năm qua rồi tôi không nói tới nữa ở đây tôi muốn nói tới một điều là khi ở vị trí lãnh đạo quốc gia thì sẽ phải làm gì cho người dân và phải làm gì để cho cái xã hội và cái quần máy mỗi lúc một tốt hơn và quý vị sẽ đối chiếu lại với cái xã hội độc tài cộng sản quý vị sẽ thấy được cái uh, cuối cùng nó không phải là do một đảng cai trị mà nó do những con người trong cái đảng đó muốn nắm quyền lực như thế nào và cuối cùng là quý vị À, cái đất nước nó phát triển ra sao nó sẽ chứng minh tất cả cái ta, cái khả năng của người lãnh đạo đó là cái mục tiêu của bài nói chuyện ngày hôm nay hơi uh, lan man một chút xíu bây giờ mình tập trung vào vấn đề ok các vị trước khi mà tôi đưa vào cái phần đối chiếu so sánh uh, của ông trump sau này và bây giờ tôi đi từ khúc đầu đi cho quý vị dễ hiểu và dễ uh, so sánh đối chiếu hơn ở những cái quốc gia mà đã có sự phát triển rất tốt quý vị tôi đã từng kể cho quý vị nghe thập niên 1950. Lúc mà Singapore chính thức tách rời khỏi Malaysia, trở thành một đảo quốc độc lập hoàn toàn. Thì quý vị, lúc đó ông Lý Lý Quang Diệu còn rất trẻ, phải nói rất trẻ. Và lúc đó ông nắm cái quyền lãnh đạo của đất nước Singapore tách rời khỏi Malaysia. Và lúc đó quý vị, tôi còn kể cho quý vị nghe là ông đứng giữa trời ông khóc. Ông khóc là bởi vì một cái xã hội tan nát ở Singapore là một phần do băng đảng hoàn thành, một phần ngân sách quốc gia không có lấy một đồng, một phần khác là cái sự à, à, gọi là khác biệt văn hóa của người dân Singapore. Bởi vì người dân Singapore nói là dân Singapore, nhưng họ hỗn hợp từ người Ấn Độ, người Indo-Sin, người Hoa, và người bản xứ. Thì quý vị, một cái xã hội bị phân hóa rất nhiều, rồi băng đảng hoành hành khắp nơi cộng thêm cái tình trạng gọi là ngân khố quốc gia không có ông đứng giữa trời ông khóc mà khi ông khóc xong thì quý vị ông bắt đầu làm việc ông bắt đầu thúc đẩy từng cái vị trí từ cái ngành giáo dục cho tới bắt đầu cứng rắn trong vấn đề gọi là quản lý về cái nền pháp trị và cái luật pháp của Singapore và quý vị ông Lý Quang Diệu có thể nói rằng một nhà nếu chúng ta gọi một cách thẳng thắn thì ông là một nhà độc tài ông là một nhà độc tài và mặc dù Singapore là quốc gia có sự bầu cử và có nhiều đảng, nhưng cuối cùng thì đảng lao động của ông Singapore nắm quyền suốt nhiều năm. Quý vị, từ một đất nước tan thương như vậy, chỉ trong vòng vỏng vẹn chưa đầy 20 năm, tức là từ thập niên 50 cho tới thập niên 70, thì Singapore đã trở thành cái vùng đất được xem là có phát triển tốt nhất tại khu vực Á Châu. Tốt nhất tại khu vực Á Châu, mặc dù thập niên 50, 60 vẫn còn rất nhiều tình trạng tham nhũng, tình trạng phân hóa rất là nhiều. Bước qua thập niên 70 và 80, tới 80 thì Singapore trở thành một con rồng của Á Châu. Và tới ngày hôm nay, Singapore đã chiếm cái vị trí được xem là cái vùng đất đáng sống nhất thế giới, chứ không phải chỉ có Á Châu. Thì quý vị, bắt đầu từ thập niên 50 tới bây giờ, coi như là chúng ta tính là 70 năm gần 70 năm thôi. Thì quý vị, Singapore đã bước một bước khá dài, hơn 70 năm. Chúng ta, Singapore đã bước một bước rất dài và trở thành một cái vùng đất mà tới ngày hôm nay quý vị thấy rõ. Nếu mà nói tới khu vực Đông Nam Á, người ta nhắc tới Singapore đầu tiên. Thì quý vị, Lý Quang Diệu thúc đẩy cái cái chính sách và cải tổ rất nhiều thứ để cho nó phù hợp với cái sự phát triển cùng một lượt của cộng đồng quốc tế. Thì quý vị nhìn thấy Singapore đã trở thành cái vùng đất đáng sống. Và chỉ trọn vẹn có 20 năm thôi, từ thập niên 50 tới thập niên 70, thì Singapore đã trở thành một trong những con rồng của Á Châu. Rồi quý vị, bước qua uh, Đài Loan. Tôi nói tới Đài Loan. Đài Loan bắt đầu khởi, khởi, đi lập quốc của họ là một chế độ gọi là quân phiệt thì đúng hơn. Nếu nói đọc tài toàn trị thì cũng đúng. Nhưng đó là chế độ quân phiệt. Khi mà tưởng giới thạch ra lập quốc ở tại uh, đảo quốc Đài Loan năm 1949, thì chế độ công việc của Tưởng Giới Thạch cũng đã tạo ra rất nhiều những cái, uh, uh, những cái uh, tôi gọi là những cái uh, tiêu cực trong đó lạm quyền, tham nhũng và những cái uh, chính sách hà khắc. Nó đã được áp dụng từ dưới thời của Tưởng Giới Thạch. Lúc mà ông kéo quân ra Lập Quốc ở tại uh, Đài Loan, thì lúc đó quý vị, nền kinh tế của Đài Loan cũng chả có gì cả. Mãi cho tới cuối thập niên 60 mươi thì bắt đầu nền kinh tế của Đài Loan bắt đầu khởi sắc và cho tới thập niên 90 tức là khi mà dưới thời của ông Lý Đằng Huy thì nền kinh tế của Singapore ấy, của Đài Loan đã bắt đầu trở thành một trong những nền kinh tế mạnh ở khu vực và cũng giống như Singapore Đài Loan ở thập niên 80 trở thành một trong bốn con rồng của Á Châu Đài Loan Singapore Hồng Kông và Malaysia bốn quốc bốn cái vùng này được xem là bốn con rồng của Á Châu ở thập niên 80 và quý vị Tưởng Giới Thạch được xem là người à, độc tài, quân phiệt và có những chính sách rất hà khắc. Rất hà khắc. Thì quý vị, nhưng cuối cùng họ đẩy được đất nước của Đài Loan từ một cái xã hội không có gì cả. Những người thổ dân sống bằng nghề nông và thập niên 60 nền kinh tế của Đài Loan vẫn còn chập chững bước vào cái mức gọi là tương đối có bắt đầu phát triển. Thôi. Tương tự như Việt Nam Cộng hòa ngày xưa. Nhưng tới thập niên 80 cũng chỉ có 20 năm thôi. Thì Đài Loan đã trở thành con một trong bốn con rồng kinh tế quả Á Thì quý vị, tôi tôi đưa ra hai trường hợp này là hai trường hợp độc tài. Hai trường hợp gọi là xã hội độc tài. Và trường hợp thứ ba là của Nam Hàn, ông Park Sung Hy. Ông Park Sung Hy là một uh, chế độ quân Việt tương tự như Đài Loan. Và quý vị, cho tới thập niên uh, đại, đại hàng trong tới cái thập niên gọi là 90 thì họ mới chuyển đổi qua dân chủ. Tuy nhiên, xã hội của Nam Hàn phát triển không kém gì Việt Nam Cộng hòa ở cái giai đoạn của thập niên 50 60. Và bắt đầu từ lúc mà à, họ chuyển qua một cái thể chế với dân chủ từ giữa thập niên 90. Thì quý vị, từ giữa thập niên 90 tới bây giờ chưa coi như là mới được khoảng vỏn vẹn hơn 20 năm thôi, tức là hai mươi mấy năm thôi. Thì Nam Hàn đã trở thành một nền kinh tế mạnh ở khu vực. Và quý vị đã nhìn thấy cái sự phát triển của Nam Hàn. Quý vị, tôi nêu ba trường hợp của ba nhà lãnh đạo độc tài. Để cho thấy cái sự phát triển của nước. Ngược lại, ngược lại đối với xã hội cộng sản thì cho tới giờ phút này, nếu chúng ta nói độc tài thì không đúng, họ là họ là toàn trị thì đúng hơn. Tức là nếu nói độc tài thì phải là một cá nhân. Còn cái chế độ của họ là cái chế độ đảng trị đảng à, chế độ toàn trị tức là một đảng cai trị từ đầu tới cuối thì quý vị tới ngày hôm nay kể từ năm 1975 khi mà họ cưỡng chiếm miền Nam coi như là một cứ họ nói theo ngôn ngữ của họ là thống nhất đi quý vị thì từ năm 1975 tới bây giờ là 47 năm Việt Nam vẫn nằm trong số những quốc gia nghèo khó và đang phát triển và cái thể chế cộng sản vẫn tiếp tục cai trị ở đất nước Việt Nam. quý vị tại sao những chế độ độc tài như Lý Quang Diệu, như là Tưởng Giới Thạch, như là Bác Trung Hi, họ được mang tiếng là những chế độ độc tài đó, nhưng họ phát triển đất nước rất là tốt. ngược lại cộng sản thì họ thay đổi cái cái cái, cái hàng ngũ cai trị mỗi vài năm một lần, nhưng chỉ có một đảng cai trị thôi, thì nó trở nên yếu kém và lụng bại và tới giờ phút này chưa thoát khỏi cái gọi là quốc gia nghèo đói và đang phát triển trong khi à, đài loan singapore hay là nam Hàn. họ đã trở thành thành những donor lớn nhất thế giới tức là những nhà những cái quốc gia quyên góp và đóng góp rất nhiều tài chính cho thế giới sự khác biệt nằm ở chỗ nào quý vị như tôi đã từng nói với quý vị trước đây sự khác biệt đầu tiên là do cái chế độ giáo dục và thứ hai, nguồn gốc của những người này. Quý vị, Tưởng Giới Thạch hay là uh, ông Lý Quang Diệu và kể cả Park Chung Hy Họ xuất thân là thành phần mà cộng sản gọi là tiểu tư sản hay là thành phần tư sản, tức là họ xuất thân từ những thành phần trí thức được giáo dục đầy đủ. Và khi họ bước ra họ uh, nắm quyền lãnh đạo quốc gia và họ chỉ muốn mong họ chỉ mong muốn làm sao để cho cái quốc gia của họ có được cái sự phát triển đồng đều bởi vì họ là những người có trình độ có học thức và biết được cái tầm quan trọng khi phát triển quốc gia khi người dân họ được phát triển đồng đều nó sẽ đẩy cho quốc gia lên tới mức nào khi quý vị thấy lý quang diệu hay là ông uh, tưởng giới thạch đều là những nhân vật được xem là ngày xưa là tầng lớp trí thức hay là tầng lớp à, có được cái à, à, có được một cái chỗ đứng khá vững ở trong xã hội trước khi mà họ làm cuộc cách mạng trước khi mà họ lãnh đạo quốc gia thì quý vị quý vị nhìn thấy do đó cái xã hội họ, họ phát triển tốt ngược lại khối cộng sản nó không đi lên từ những tầng lớp trí thức để lãnh đạo quốc gia nó đi lên từ bạo lực và những kẻ cai trị ngay từ lúc khởi đầu bắt đầu từ lúc lập Đảng Cộng sản cho tới bây giờ thì thầu hết cái thành phần các thế hệ cà gọi là cai trị của cộng sản. Tôi cứ tạm gọi từ thời của Hồ Chí Minh hay là Mao Trạch Đông cho tới bây giờ là Nguyễn Phú Trọng hay là Tập Cận Bình. Quý vị, xuất thân của họ, nguồn gốc của họ là những kẻ vô học, những kẻ thiếu giáo dục. Do đó, khi mà cai trị cái nguồn mãi quốc gia những kẻ thiếu trình độ, không đủ khả năng và có lòng tham ích kỷ, duy trì quyền lực thì cùng một cái thể chế độc tài toàn trị hay là một cái thể chế độc tài như Singapore hai cái phát triển và cuối cùng kết quả nó khác nhau. Việt Nam vẫn rơi vào nghèo đói và lạc hậu. Nghèo đói và lạc hậu vẫn tiếp tục là một quốc gia đang phát triển. Trong khi đó thì các lãnh đạo của những quốc gia kia họ đã đẩy quốc gia của họ trở thành những cái cường quốc ít nhất ở trong một lĩnh vực nào đó trên thế giới. Thì quý vị, thứ nhất tôi nhấn mạnh với quý vị là nền giáo dục và cái trình độ của những kẻ cai trị nó khác nhau. Và thứ hai là cái điều quan trọng. Quý vị, những nhà độc tài kia họ duy trì quyền lực trong cái tinh thần là cái chiều hướng phát triển lâu dài và họ nhận trách nhiệm. Cái điều quan trọng nhất là họ nhận trách nhiệm. Từ tưởng giới thạch cho tới Lý Quang Diệu cho tới Park Chung Hee là những là những người sẵn sàng nhận trách nhiệm cho bản thân của mình. Chính vì cái trách nhiệm đó mà họ đã trở thành những lãnh đạo lừng lẫy của Á Châu. Ngược lại, khối cộng sản thì không có trách nhiệm. Nó không biết trách nhiệm là cái gì cả. Và nó trốn trách nhiệm. Do đó, quý vị, nó điều hành quần máy quốc gia với cái tinh thần này thì quốc gia không thể nào tiến được hết. Và không thể nào phát triển được hết xảy ra bất cứ chuyện gì nó đổ thừa từ tên này đổ thừa qua tên kia từ tên kia đổ thừa qua tên nọ chưa bao giờ cứ bị thấy một tên cộng sản nào mà có thể gọi là đứng ra nhận trách nhiệm cái phần trách nhiệm của mình chưa có chưa bao giờ có luôn bởi vì quý vị thiếu trình độ thiếu giáo dục cho nên cái tình trạng mà trốn trách nhiệm nó phải xảy ra người có trình độ người có học thức họ ý thức được trách nhiệm của họ cho nên họ sẵn sàng nhận trách nhiệm Và do đó quý vị ở những quốc gia Sau này mà người ta gọi là dân chủ tự do đó Thì cái ý thức trách nhiệm nó cao lắm Nên nhiều người từ chức Quý vị thấy ông bà Lee Stuart Thủ tướng của anh, Mới nhận chức có một tháng thôi Nhưng mà khi bị áp lực Và cái trách nhiệm nặng nề Họ từ chức ngay Do Thái trong 4 năm 5 lần tổ chức bầu cử Thì quý vị rồi Anh Quốc cũng vậy, trong vòng có mấy năm thôi từ thời bà Th Th Theresa Ther Ther May tới ông Boris Johnson, tới bà Liz Truss và bây giờ ông Sunak. Trong vòng mình tính từ năm 2018 tới bây giờ, 4 năm thôi, 4 đời thủ tướng. 4 đời thủ tướng. Nếu mà nhìn một cách công bằng ở bên ngoài ta nhìn vào ủa, đây là sự bất ổn chính trị. Đây là sự bất ổn chính trị, nhưng tại sao những quốc gia đó vẫn phát triển tốt? Ngược lại Chế độ cộng sản tự nhận là ổn định chính trị, tức là miệng nói một cách lịch sử là ổn định chính trị, nói một cách thực tế và trắng trợn là họ dùng bạo lực để trấn áp những nhà chính trị đối lập để duy trì quyền lực, ổn định trật tự xã hội. Thì trên cái mắt của cộng sản là sự ổn định về xã hội đó. Nhưng tại sao không phát triển được? Tại sao xã hội ổn định chính trị không phát triển được? còn những quốc gia khác người ta bất ổn chính trị người ta lại phát triển được quý vị thấy có nghịch lý không điều quan trọng nhất tôi nói với quý vị đầu tiên là trình độ mà trình độ là đến từ giáo dục và thứ hai là cái vấn đề gọi là sự xuất thân sự xuất thân của khối cộng sản nó đã dẫn đến một cái hậu quả ngày hôm nay gần như là một cái xã hội không có trách nhiệm ngay cả giáo dục bây giờ ngay cả giáo dục bây giờ quý vị nó cũng không dạy cho con em trong trường chịu trách nhiệm như thế nào? Nếu mà quý vị nhìn lại cái hệ thống giáo dục của Cộng sản. Mặc dù tôi vẫn thường nói với quý vị rất nhiều lần. Hệ thống giáo dục đó là một hệ thống giáo dục bế tắc. Và chỉ mang tính chất tuyên truyền. Nhưng quý vị đối chiếu so sánh giữa những cái vùng lãnh thổ. À, những cái vùng đất xung quanh Việt Nam. Thì tại sao câu hỏi đặt ra người ta chỉ mất có 20 năm. Thì người ta trở thành cường quốc của khu vực. Còn Cộng sản cai trị ở miền Nam là 45 năm, 47 năm. Cộng luôn ngoài Bắc là 70 mấy năm. Mà vẫn là nghèo đói và lạc hậu. Câu trả lời cho quý vị là tại vì văn hóa thiếu trách nhiệm, không biết trách nhiệm là gì. Cho nên xảy ra chuyện là đổ thừa. Quý vị, khi mà không phát triển kinh tế được bằng với những quốc gia khác, họ đổ thừa vào chiến tranh. Trong khi chiến tranh đã chấm dứt từ năm 1975, 47 năm trước, gần nửa thế kỷ trước rồi. Nhưng bây giờ chiến tranh vẫn là cái lý do để cho cộng sản XQ đưa ra cái lời giải thích là vì chiến tranh cho nên chúng ta khó phát triển. 47 năm gấp đôi cái thời gian của Singapore, gấp đôi cái thời gian của Đài Loan, gấp đôi cái thời gian của Đại Hàn mà vẫn còn lần mò, vẫn còn tiếp tục nằm trong tình trạng đang phát triển nghèo đói lạc hậu. Thì quý vị, sở dĩ tôi nhắc cái câu chuyện này để tôi liên đới tới ông Trump. Là bởi vì quý vị, trước khi ông Trump lên, thì trong vòng 30 năm qua, giới chính trị của Hoa Kỳ biến cái Washington DC trở thành một cái bãi đầm lầy. Trong đó là những thỏa hiệp chính trị của lưỡng đảng luôn và của những chính trị gia để mà gọi là điều hành của máy quốc gia tuy nhiên họ giải quyết trong tinh thần tinh thần thỏa hiệp họ không giải quyết tận gốc rễ cái vấn đề do đó cứ mỗi lần bầu cử là lại xảy ra nhiều xung đột nhiều xung đột và cuối cùng quý vị họ thỏa hiệp để mà điều hành quần máy quốc gia ngược lại ông trump đi một cái hướng khác ông không căn cứ vào chính trị là cái căn bản để điều hành quần máy quốc gia mà ông căn cứ vào cái khả năng của người lãnh đạo và lời cam kết cũng như thực hiện khả năng đó. Quý vị thấy ông Trump trước khi mà ông tranh cử đó, ông đưa ra một đống lời hứa, mấy chính trị gia cười ông liền. ông này khùng, một lời hứa còn chưa thực hiện xong nữa, bây giờ đưa ra một đống lời hứa như vậy, làm sao mà làm. Nhưng kết quả quý vị, ông Trump đã chứng minh cho người dân Hoa Kỳ thấy. Nếu xuất phát từ cái ta, từ cái khái niệm từ cái khái niệm là làm việc phục vụ cho quốc gia nó khác với cái khái niệm về chính trị nó khác với cái khái niệm về chính trị do đó ông trump đã chứng minh và ông đã thực hiện tất cả những lời hứa của ông trong vòng có 4 năm thôi trong vòng có 4 năm thôi ông đã thực hiện được lời hứa của ông và chính điều này nó làm cho người dân hoa kỳ bừng tỉnh có nghĩa là 30 năm nay họ đã bị một cái vùng màu xám thỏa hiệp của các chính trị gia che đậy tất cả mọi thứ và do đó cái mức ủng hộ ông Trump được xem là một nửa nước Mỹ ít nhất là một nửa nước Mỹ họ ủng hộ cho khuynh hướng của ông Trump là bởi vì ông cho mọi người thấy cái khái niệm điều hành quốc gia nó không căn cứ vào vấn đề thỏa hiệp chính trị mà nó căn cứ vào cái khả năng của người lãnh đạo và lèo lái quần áo quốc gia chính quý vị chính điều này mà làm cho ông Trump ít nhất là một nửa nước Mỹ đã ủng hộ cho ông. Tại vì tôi nhắc cái câu chuyện của ông Lý Quang Diệu ở Singapore, Park Chung Hee của Nam Hàn hay là tướng Giới Thạch của Đài Loan với lại cái sự cai trị của cộng sản và tôi nhắc lại cái chuyện của ông Trump để cho quý vị đối chiếu so sánh cái guồng máy quốc gia. Lý Quang Diệu nếu mà nói một cách công công bằng là một nhà độc tài nhưng là một nhà độc tài có tâm, tức là ông độc tài trong một cái giai đoạn cầm quyền để ổn định thời cuộc quốc gia và sau đó phát triển ông không độc tài cho cá nhân của ông làm giàu cho gia đình của ông, quý vị thấy cái đám tang của ông rất đơn giản lúc ông mất ông được xem là cha già dân tộc của Singapore đó hay là tưởng giới thạch cũng được xem là cha già dân tộc của dân Đài Loan đó nhưng khi họ nằm xuống thì quý vị rất đơn giản họ chỉ để lại một cái di sản khổng lồ mà họ tạo ra cho dân tộc của họ chứ họ không để lại một cái tài sản khổng lồ cho cá nhân của họ. Quý vị thấy mấy bữa nay một số bạn bè đưa cho tôi xem một cái hình ảnh mà họ nói là trên Facebook họ gửi qua cho tôi đó thì quý vị đã thấy. Đó, họ nói đến cái trường hợp của Lê Thái Tổ Lê Lợi, người sáng lập triều đại nhà Lê tại Việt Nam. Bây giờ quý vị nhìn thấy ngôi mộ của Lê Lợi. Chỉ có một nhúm đất chút xíu thôi mà thậm chí còn thiếu sự trang trọng so với ngôi mộ của Trần Đại Quang một trong những kẻ lãnh đạo của Đảng Cộng sản và là một trong những thành phần cai trị Việt Nam Cứ vị nhìn thấy cái ngôi mộ của Trần Đại Quang như thế nào cứ vị nhìn thấy cái ngôi mộ của Hồ Chí Minh như thế nào so với người sáng lập ra triều đại nhà lên tức là Lê Lợi vừa có công gọi là giành lại chủ quyền dân tộc vừa có công điều hành cái cuồng máy quốc gia và tạo ra một cái triều đại khá rực rỡ về văn học và phát triển kinh tế triều đại nhà lê tới mức mà quý vị thấy bà à, bà đoàn thị điểm bà còn nhắc lại và còn tiếc nuối cái triều đại nhà lê khi mà bà ở triều đại nhà nguyễn lối xưa xe ngựa hồn thu thảo nền cũ lâu đài bóng tịch dương đó quý vị quý vị thấy họ tiếc nuối triều đại mà trong khi đó bây giờ cái mộ của lê lợi như thế nào và cái mộ của trần đại quang như thế nào bởi vì tất cả những người lãnh đạo tôi đã nói quý vị Họ cố gắng tạo ra tài sản cho dân tộc Họ cố gắng tạo ra những cái di sản để dân tộc phát triển Chính vì vậy với cái khái niệm này họ lên làm lãnh đạo trong chỉ có vài năm thôi Là họ thúc đẩy quốc gia qua một màu sắc khác Đó quý vị thấy ông Trump Khi ông Trump lên năm 2016 Nền kinh tế Hoa Kỳ được xem 8 năm dưới thời Obama Bết bát vô cùng một xã hội được xem là khá là là băng hoại chỉ trong vòng 4 năm ông chấn chỉnh lại hết và kinh tế hoa kỳ nếu mà không tính tới cái khu khúc mà đại dịch bùng nổ thì đã mức tăng trưởng rất tốt tại vì họ xuất phát từ cái việc mà cái khái niệm là làm giàu cho tài sản quốc gia chứ không làm giàu cho tài sản cá nhân của mình chính vì vậy mà họ được sự kính trọng của cả thế giới của cả dân tộc của họ và của cả thế giới. Nếu mà dân Đài Loan, dân Đại Hàn hay là dân uh, Singapore họ nhắc tới những người này với một cái sự kính trọng gần như tuyệt đối. Còn cỡ như Hồ Chí Minh hay Đảng Cộng sản thì quý vị ngay cả dân Việt Nam họ còn chửi thề. Chứ đừng nói tới quốc tế, ngay cả dân Việt Nam cũng chửi thề, từ thời của Hồ Chí Minh tới bây giờ tới Nguyễn Phú Trọng có đời tổng bí thư nào lãnh đứng đầu kẻ đứng đầu cộng sản nào mà được cái lời tốt của người dân đâu quý vị bởi vì quý vị thấy rất rõ ràng họ cầm quyền cai trị để tạo ra tài sản riêng cho phe đảng của họ cho những thành viên trong cái đảng cộng sản của họ chứ họ không tạo tài sản cho người dân nó khác với ông trump nó khác với lại à, ông lý quang diệu nó khác với lại ông tưởng giới thạch thì quý vị, đây chính là cái khái niệm mà tôi nói với quý vị, nó khác biệt giữa các lãnh đạo quốc gia. Nếu quý vị đối chiếu bốn mươi mấy năm mà vẫn là nghèo đói lạc hậu, trong khi người ta chỉ mất có 20 năm đẩy một quốc gia từ một quốc gia tan thương không có một đồng ngân sách, cả một xã hội băng hoại vì băng đảng, vì phân hóa văn hóa. Bây giờ trở thành một mảnh đất đáng sống nhất trên thế giới so với những kẻ suốt ngày tô hồng chuyện này chuyện kia và bây giờ đất nước dân tộc tài sản không có không những không có còn bị bán đi nữa bán sạch hết luôn quý vị. thì quý vị nhìn thấy rõ ràng những kẻ vô học những kẻ thiếu giáo dục những kẻ không có trình độ thì chỉ trực bán tài sản của ông cha để làm giàu cho bản thân của mình còn những lãnh đạo có tâm hay có người nó ở bên việt nam nó có tâm luôn đó tức là có tầm nhìn đó, quý vị sau một thời gian họ lãnh đạo thì tài sản của người dân dồi dào hơn, dồi dào rất đồng đều từ nông thôn tới thành thị chứ không phải chỉ tập trung một số kẻ giàu có ở thành thị dựa hơi kẻ cai trị để trở thành đại gia mà sự giàu có đó, tài sản đó nó đến từ các ngõ ngách ở trong tất cả cái lãnh thổ quốc gia từ một người nông dân họ cũng có một cái, cái khối tài sản riêng của họ cho tới những cái thành phần hoạt động ở tại đô thị cũng có tài sản của họ. Thì quý vị, cái quan trọng nhất là cái tâm của cái người lãnh đạo. Họ biết cách lãnh đạo và họ biết được cái tài sản chung của dân tộc nó quan trọng hơn tất cả mọi thứ, kể cả tài sản cá nhân. Nhưng mà cộng sản thì không nghĩ như vậy. Cộng sản chiếm quyền cai trị, cuối cùng nó tự làm giàu cho bản thân của nó nó chưa hề nhìn thấy được cái sự nghèo khổ của người nghèo mặc dù xuất thân của cộng sản là nghèo khó xuất thân của cộng sản là du thủ du thực không có ăn học nhưng mà quý vị cuối cùng quý vị sẽ đánh giá và so sánh lại sự điều hành của bái quốc gia nó khác với lại điều hành một cái gia đình nó khác xa lắm tại vì điều hành một gia đình mình có thể à, ban phát cho đứa này đứa kia còn điều hành một cuộc máy quốc gia nó không phải là sự ban phát mà nó phải để cho cả quốc gia phát triển tự nhiên không bị trói buộc đây chính là cái cái cái, lý do mà tôi nói tôi đem ông Trump những người kia những người kia ra để tôi đối chiếu với quý vị quý vị đang sống trong một cái xã hội mà công sản cai trị nó khác xa với những xã hội mà tôi đã độc tài có thể người ta sẽ nói ông Trump là một nhà độc tài mặc dù ông chỉ có 4 năm thôi nhưng cái cách hoạt, cái cách cai trị đất nước của ông và chấn chỉnh kỷ cương quốc gia của ông thúc đẩy cái nền kinh tế nó cho thấy có cái kết quả rất cụ thể tức là một cách nào đó tôi không quan tâm tới vấn đề độc tài hay dân chủ nhưng cái khả năng lãnh đạo nó là quan trọng nhất toàn bộ khối cộng sản không đủ khả năng lãnh đạo nó dùng vẫn dùng cái uh, bạo lực súng đạn nhà tù đánh đập đàn áp làm công cụ cai trị. Và cuối cùng kết quả của công cụ cai trị này là tài sản của cán bộ quan chức thì mỗi lúc một giàu, người dân mỗi lúc một nghèo. Nó khác với lại những cái xã hội mà tôi vừa nói. Quý vị, tài sản quốc gia sẽ phải được xem là trọng quan trọng nhất. Bây giờ quý vị, nước Mỹ mặc dù có sự thay đổi nhưng tài sản vẫn còn đó và được trao dồi thêm một phần nào, ít nhiều thôi. Ngược lại ở Việt Nam, tài sản mất dần tài sản của người dân mất dần, Tài sản của quốc gia cũng cạn kiệt dần luôn. Thì quý vị, đây là một cái bản đối chiếu cho quý vị thấy là cái cách lãnh đạo và cộng sản có thể đổ thừa bao nhiêu lý do. Quý vị chỉ nhìn vào thực tế. Người ta mất bao nhiêu năm để mà đưa đất nước trở thành một cái à, một cái à, nền kinh tế, một cái xã hội thăng tiến so với một xã hội vẫn bị xem là nghèo đói và lạc hậu. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích à, trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào khán thính giả, chúng ta gặp lại sau. Bye bye.